Chiều nay ngày 29 tháng 6, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 9, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Văn Sơn. Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể Hợp tác xã có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 12 hợp tác xã, giải thể 5 hợp tác xã. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 300 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tổng số vốn điều lệ đăng ký gần 411 tỷ đồng với trên 40.000 thành viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Văn Sơn đề nghị các cấp các ngành địa phương, đơn vị thành viên hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã. Và vận động thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác với các hình thức đa dạng phù hợp với địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Xu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ và ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa.